Ngoài các loại vũ khí hạt nhân chiến lược, Nga cũng sở hữu nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Những lời cảnh báo về sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Putin trong thời gian gần đây đã khiến các cường quốc trên thế giới lo ngại cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân. Cuối tuần qua, công ty tình báo ImageSat International, ISI, của Israel cho biết họ đã phát hiện thấy sự hiện diện bất thường của máy bay ném bom chiến lược Tú-160 và Tú-95 tại căn cứ không quân Olenia của Nga gần Phần Lan cả hai máy bay này đều có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Theo một bài báo do Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, FAS, đăng tải, Tú-160 là máy bay ném bom chiến lược, được chế tạo để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ việc bay tầm thấp với tốc độ cận âm đến việc bay tầm cao với tốc độ trên mắc 1. Hai khoang chứa vũ khí của máy bay có thể chứa nhiều loại vũ khí thích hợp với các nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa dẫn đường tầm ngắn, bom thường, bom hạt nhân và mìn. Ngoài các loại vũ khí hạt nhân chiến lược, Nga cũng sở hữu nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một số nhân vật có quan điểm cứng rắn tại Nga cho rằng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp ở Ukraine. Nga có bao nhiêu vũ khí hạt nhân? Báo cáo của FAS năm 2022 cho rằng Nga có 5.977 vũ khí hạt nhân. Trong số này có 1.588 đầu đạn hạt nhân đang được triển khai, tức là chúng đang được lắp đặt tại các căn cứ tên lửa, trên máy bay ném bom hoặc trên các tàu ngầm và trong tình trạng sẵn sàng cao. Số còn lại trong tình trạng dự bị hoặc đã nghỉ hưu. Nhìn chung kho vũ khí hạt nhân của Nga đã giảm đáng kể so với con số 40.000 vào những năm 1980. Kể từ năm 2000, quy mô kho vũ khí hạt nhân Nga bị cắt giảm sâu hơn, từ 10.000 tên lửa có sức mạnh hủy diệt xuống còn hơn một nửa. Các loại vũ khí hạt nhân. Nga có 812 tên lửa đạn đạo đối đất gắn đầu đạn hạt nhân trong số này có 512 tên lửa được đặt trên tàu ngầm và có thể phóng từ biển. Nga được cho là có thêm 200 tên lửa tại các căn cứ của máy bay ném bom hạng nặng. Ngoài ra còn rất nhiều vũ khí hạt nhân mà nước này đang cất giữ trong kho dự trữ, trong đó có 977 đầu đạn chiến lược và 1912 đầu đạn phi chiến lược. Vũ khí hạt nhân của Nga mạnh mức nào? Đương lượng nổ của bom hạt nhân được đo bằng kiloton hoặc tình nguyện trẻ. Những quả bom hạt nhân nhỏ có đương lượng nổ 1 kiloton, tương đương 1.000 tấn tình nguyện trẻ. Những quả bom lớn hơn sẽ có đương lượng nổ trên 100 kiloton. Còn vũ khí hạt nhân chiến lược có đương lượng nổ 1.000 kiloton. Quả bom hạt nhân lớn nhất của Nga, bom Sa Hoàng, thử nghiệm vào năm 1961 có sức công phá khoảng 50 megaton hay 50 triệu tấn tình nguyện trẻ. Những hệ thống Nga sử dụng để triển khai vũ khí hạt nhân Một trong những hệ thống điển hình mà Nga sử dụng để triển khai vũ khí hạt nhân là tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-18 nặng 211 tấn. Tên lửa có chiều dài 32,2 m, đường kính 3,05 m, tầm bắn từ 10.200 trừ 16.000 km. SS-18 có thể được trang bị đầu đạn hạng nặng đơn nhất có sức công phá lên tới 20 đến 25 megaton hoặc 10 đầu đạn MIRV đa đầu hướng với sức công phá mỗi đầu đạn đạt 500 1.300 kiloton. Tên lửa sử dụng động cơ đẩy hai giai đoạn, dùng nhiên liệu lỏng. Tuy vậy, Hầu hết các tên lửa cũ này đã bị loại biên và phiên bản nâng cấp của nó có một đầu đạn lớn hoặc có nhiều đầu đạn. Nga đã và đang phát triển một loại tên lửa mới SSX-30, còn gọi là Samat hay RS-28, nhằm thay thế cho SS-18. Samat là một trong sáu vũ khí tấn công chiến lược của Nga mà Tổng thống Putin từng tuyên bố chưa có nước nào sở hữu ngoài Nga. Samat có tầm bắn gần 18.000 km và mang theo từ 10 đến 15 đầu đạn đa đầu hướng tiếp cận độc lập, MIRV, sức công phá 50 megaton, kèm theo nhiều loại mùi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Trong tương lai, nó có thể được lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện lướt siêu vượt âm. Bên cạnh đó, Moscow còn một hệ thống khác là tên lửa SS-27, được đưa vào sử dụng từ năm 1997. Tên lửa này có rất nhiều phiên bản khác nhau. SS-27 là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn, có thể mang đầu đạn nặng 1,2 tấn, tầm bắn 11.000 km. Ban đầu Nga tìm cách chế tạo 350 tên lửa loại này nhưng sau đó Moscow bắt đầu chuyển sang phát triển tên lửa SS24. SS24 có thể mang 10 đầu đạn tương đương với 10 đến 35 vạn tấn thuốc nổ. Tên lửa này được triển khai trên hệ thống đường sắt. Tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Đối với hạm đội tàu ngầm có thể mang tên lửa có khả năng hạt nhân, Nga có hai loại là tên lửa cũ R29 Ringsteel, tên ký hiệu NATO SSN23 Skip và tên lửa hiện đại hơn r 29 M MU-2 Sineva. Những tên lửa này có tầm hoạt động 8.300 km, mang theo đầu đạn nặng 2,8 tấn và tối đa 4 đầu đạn. Tên lửa dùng động cơ đẩy 3 tầng sử dụng nhiên liệu lỏng có chiều dài 14,9 m, chiều ngang 1,9 m. Chúng được phát triển vào năm 1973 và thử nghiệm vào những năm 1980. Nga từng có hơn 100 tên lửa loại này và đã thực hiện nhiều hoạt động nâng cấp cũng như kéo dài tuổi thọ của chúng. Tên lửa hạt nhân phóng từ trên không. Nga đang hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược Tu-95, NATO định danh là Bear, đối thủ của pháo đài bay B-52. Tupolev Tu-95 được Liên Xô chế tạo trong Chiến tranh Lạnh, phục vụ từ năm 1956, trọng lượng rỗng 90 tấn, đầy tải 171 tấn, tầm bay 15.000 km. Phiên bản nâng cấp của máy bay này có thể mang tên lửa hành trình KH-55, KH-101 hoặc KH-102 có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân. KH-55 được biên chế cho quân đội vào năm 1984 với vai trò là tên lửa hành trình phóng từ trên không được trang bị vũ khí hạt nhân. Tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 200 kiloton, được coi là đối trọng với tên lửa hành trình AGM-86ALCM của Mỹ. KH-55 được triển khai cùng với các máy bay ném bom chiến lược là Tú-95 mã số và Tú-160. Mỗi chiếc Tú-95 mã số có thể mang 6 tên lửa hành trình X-55 được bố trí trong khoang chứa bom của máy bay. Tú-160 là một loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa 4 động cơ do phòng thiết kế Tupolev phát triển vào những năm 1980. Đây là máy bay ném bom hiện đại của Nga, có thể mang theo tên lửa hạt nhân tầm ngắn KH-15. Trọng lượng cất cánh tối đa của Tú-160 là 275 tấn và tải trọng chiến đấu tối đa là 45 tấn. Tú-160 có trần bay 16 km, tốc độ 2.230 km h phạm vi bay tối đa 14.000 km, có thể bay liên tục trong nhiều giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. Tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất. Nga có tên lửa hành trình đất đối đất Novator 9M729, tên định danh NATO là SSC8, từng bị Mỹ liệt vào loại tên lửa gây tranh cãi với cáo buộc vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, INF. Novator 9M729 có chiều dài khoảng 6 đến 8 m và đường kính 0,533 m. Với hành trình bay phức tạp, tích hợp hệ thống dẫn đường GLONASS và GPS Tên lửa SSC-8 được cho là có thể xuyên thủng các lá chắn hiện đại nhờ. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, tướng John Hayden thừa nhận, SSC-8 có thể đánh bại chắn phòng thủ của Mỹ và châu Âu, nhất là khi phóng với số lượng lớn. Trên. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì? Vũ khí hạt nhân chiến thuật là các đầu đạn hạt nhân nhỏ cùng các hệ thống đưa đến mục tiêu, với mục đích sử dụng trên chiến trường hoặc tiến hành tấn công hạn chế. Chúng được thiết kế để phá hủy các mục tiêu đối phương trong một khu vực cụ thể mà không khiến bụi phóng xạ lan rộng. Các vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ nhất có thể có đương lượng nổ 1 kiloton hoặc ít hơn. 1 kiloton tương đương với 1.000 tấn thuốc nổ tình nguyện trẻ. Loại lớn nhất có thể lên đến 100 kiloton. Các vũ khí hạt nhân chiến lược thì có sự hủy diện lớn hơn, lên đến 1.000 kiloton và sẽ được phóng từ tầm xa hơn. Quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima vào năm 1945 có sức mạnh 15 kiloton. Nga có vũ khí hạt nhân chiến thuật nào? Tình báo Mỹ cho rằng Nga có khoảng 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các đầu đạn hạt nhân chiến thuật có thể được trang bị vào nhiều loại tên lửa và đạn pháo thường được dùng trong các cuộc tấn công quy ước. Vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có thể được bắn từ máy bay và tàu, tương tự như tên lửa chống hạm, ngư lôi. Mỹ cho rằng Nga gần đây đã đầu tư đáng kể vào các loại vũ khí này để tăng cường tầm bắn và độ chính xác. Vũ khí hạt nhân chiến thuật đã từng được sử dụng chưa? Vũ khí hạt nhân chiến thuật chưa từng được sử dụng trong xung đột. Các cường quốc hạt nhân như Mỹ và Nga nhận thấy việc tiêu diệt các mục tiêu chiến trường bằng các loại vũ khí thông thường hiện đại cũng hiệu quả không kém. Ngoài ra, đến nay, không có quốc gia có vũ khí hạt nhân nào sẵn sàng mạo hiểm phát động chiến tranh hạt nhân toàn diện bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ khí chiến thuật nhỏ. Đe dọa hạt nhân của ông Putin có đáng lo ngại. Vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Putin đã đặt lực lượng hạt nhân Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu đặc biệt và tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân lớn. Gần đây, ông tuyên bố, nếu toàn vẹn chủ quyền quốc gia chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ sẵn sàng dùng mọi phương tiện có sẵn để bảo vệ Nga và người dân. Đây không phải là nói suông. Nga cũng khẳng định sẽ sẵn sàng bảo vệ các khu vực đã sáp nhập từ Ukraine. Tình báo Mỹ xem đây là cách Nga đe dọa để phương Tây ngừng hỗ trợ Ukraine lấy lại quyền kiểm soát các lãnh thổ này, hơn là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang lên kế hoạch tấn công hạt nhân. Tuy vậy, một số ý kiến lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ ở Ukraine để thay đổi tình thế, tránh bị đánh bại. Mỹ sẽ đáp trả thế nào? Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột ở Ukraine. Khó có thể dự đoán cách Mỹ và NATO đáp trả trước khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. NATO có thể không muốn gây leo thang tình hình và mạo hiểm nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn diện, nhưng vẫn có thể muốn vạch ra ranh giới. Tuy vậy, Nga cũng có thể bị Trung Quốc, một cường quốc khác, ngăn cản việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tiến sĩ Heather Williams, chuyên gia hạt nhân tại Đại học King's College London cho biết, Nga phụ thuộc nặng nề vào sự ủng hộ của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc có học thuyết không sử dụng hạt nhân trước vì vậy nếu ông Putin sử dụng chúng, rất khó để Trung Quốc ủng hộ ông ấy. Những điều có thể bạn chưa biết về vũ khí hạt nhân chiến thuật. Từ xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine đến những cuộc thử nghiệm tên lửa liên tiếp của Triều Tiên thời gian qua, vũ khí hạt nhân chiến thuật đang là đề tài gây tranh cãi và được nhắc đến nhiều chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh. Không có bất kỳ định nghĩa chung nào về vũ khí hạt nhân chiến thuật và các nhà phân tích lưu ý rằng việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào đều sẽ phá vỡ cấm kỵ hạt nhân vốn đã tồn tại kể từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945, lần duy nhất loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này được triển khai trong chiến tranh. Dưới đây là những đặc điểm của vũ khí hạt nhân chiến thuật và lý do vì sao loại vũ khí này lại thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì? Vũ khí hạt nhân chiến thuật thường được đặc trưng bởi kích thước tầm bắn hoặc việc sử dụng chúng cho các mục tiêu quân sự hạn chế chúng thường được gọi là vũ khí phi chiến lược nếu như vũ khí chiến lược được thiết kế để nhắm vào năng lực và ý chí chiến đấu của đối phương bao gồm các cơ sở hạ tầng cơ sở sản xuất hệ thống giao thông liên lạc và các mục tiêu khác thì vũ khí chiến thuật được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ nhằm vào các mục tiêu quân sự hạn chế hơn tức thời hơn để qua đó giành chiến thắng trong một trận chiến các đầu đạn hạt nhân chiến thuật là những vũ khí được sử dụng trên chiến trường ở quy mô hạn chế được cho là để phá hủy các đội xe tăng hoặc nhóm tàu sân bay nếu được sử dụng trên biển. Những đầu đạn này có đương lượng nổ từ 10 đến 100 kiloton, còn được gọi là đương lượng thấp. Mặc dù vậy, sức công phá của vũ khí hạt nhân chiến thuật vẫn lớn hơn nhiều lần so với bom thông thường, gây ra bụi phóng xạ và các hiệu ứng chết người khác ngoài vụ nổ chính. Trên thực tế, không có kích thước thống nhất để xác định vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vũ khí hạt nhân chiến thuật thường được gắn trên tên lửa, bom thả từ trên không hoặc thậm chí là đạn pháo có tầm bắn tương đối ngắn. Kém xa so với tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, khổng lồ được thiết kế để có thể bay xa hàng nghìn km, tấn công các mục tiêu trên khắp các đại dương. Ai sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật? Theo báo cáo hồi tháng 3 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, CRS, nước này có khoảng 230 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, trong đó có khoảng 100 quả bom B-61 được triển khai cùng máy bay ở châu Âu. Vào năm 2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch phát triển một đầu đạn đương lượng nổ thấp mới cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM và một tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phi chiến lược mới. Theo báo cáo của CRS, Nga có từ 1.000 đến 2.000 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược trong kho vũ khí của mình. Tuần này, Triều Tiên tuyên bố rằng loạt vụ phóng thử tên lửa gần đây của họ được thiết kế để mô phỏng việc tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các chuyên gia tin rằng nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, Hoạt động này có thể bao gồm việc phát triển các đầu đạn nhỏ hơn dành cho chiến trường. Nguy cơ vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được sử dụng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 đã đưa ra hai cảnh báo hạt nhân trong bài phát biểu của mình. Cảnh báo đầu tiên trực tiếp hướng tới NATO. Tổng thống Putin cho rằng các nhà hoạch định chính sách của NATO đã thảo luận về việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm chống lại Nga. Ông đã nhắc nhở NATO rằng Nga sở hữu những vũ khí hiện đại hơn các vũ khí NATO đang sở hữu. Thông điệp đã rõ ràng đó là Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của NATO. Cảnh báo hạt nhân thứ hai mang tính chung chung hơn. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ sự thống nhất lãnh thổ, bảo vệ người dân Nga cũng như sự độc lập và tự do của Nga. Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ làm vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không. Mặc dù vậy, theo nhà lãnh đạo Mỹ, lời đe dọa của ông Putin cũng có tác động gây mất ổn định đồng thời cảnh báo về những sai sót có thể xảy ra sau đó. Ông ấy tổng thống Putin không thể tiếp tục nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật như một điều hợp lý để làm, có thể có sai lầm. Những tính toán sai có thể xảy ra, không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra và có thể kết thúc bằng ngày tận thế, CNN dẫn lời ông Biden. Tổng thống Biden không tiết lộ phản ứng của Mỹ nếu ông Putin thực hiện những lời đe dọa của mình nhưng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng nếu kịch bản này xảy ra. Trong khi đó, giới phân tích nhận định, cách thức Triều Tiên triển khai các vụ thử nghiệm tên lửa và một số tuyên bố gần đây của Triều Tiên dường như cho thấy những thay đổi nguy hiểm trong nỗ lực theo đuổi vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. NG thái gần đây của Triều Tiên cũng làm dấy lên tranh luận ở Hàn Quốc về việc tái sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ, vốn đã được rút khỏi Hàn Quốc từ những năm 1990, đồng thời với đó là những tranh cãi liên quan đến khả năng Hàn Quốc tự theo đuổi chương trình hạt nhân của riêng mình. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn luôn khẳng định nước này phát triển vũ khí hạt nhân chỉ để tự vệ. Khám phá kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ và Nga hiện nay Viet Times ngày ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Tổng thống Belarus Lukashenko, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc, ngày 27 tháng 3 đăng bài cho rằng, Thông tin này không chỉ khiến thế giới bên ngoài vô cùng lo ngại về chiều hướng của cuộc xung đột Nga-Ukraine mà còn lo lắng về trạng thái cân bằng hạt nhân trên thế giới trong tương lai. Vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược khác nhau thế nào? Trên thế giới không có quy định rõ ràng về việc phân chia cụ thể vũ khí hạt nhân chiến thuật và vũ khí hạt nhân chiến lược. Năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là John Mattis đã tuyên bố, tôi không nghĩ có thứ gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Việc sử dụng bất kỳ vũ khí hạt nhân nào vào bất kỳ lúc nào đều sẽ thay đổi quy tắc của trò chơi chiến lược hạt nhân. Trang web Global Security của Mỹ viết quân đội Mỹ định nghĩa vũ khí hạt nhân chiến lược là được thiết kế để tấn công vào khả năng chiến đấu và sự sẵn sàng tiến hành chiến tranh của kẻ thù, bao gồm phá hủy khả năng công nghiệp, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông và liên lạc của đối phương và các mục tiêu khác. Vũ khí hạt nhân chiến thuật, còn được gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu quân sự hạn chế, trực tiếp hơn. Nói chung, Vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn đáng kể về kích thước, tầm bắn và đương lượng nổ. Ngày nay, vũ khí hạt nhân chiến lược chủ yếu được trang bị cho các tên lửa liên lục địa cỡ lớn có thể bay hàng nghìn km và tấn công các mục tiêu xuyên đại dương. Trong khi vũ khí hạt nhân chiến thuật bao gồm tên lửa tầm ngắn, bom hàng không và thậm chí cả đạn pháo, nhưng một số nền tảng này cũng có thể mang theo vũ khí hạt nhân chiến lược. Theo các chuyên gia, đương lượng nổ của vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể từ dưới 1.000 tấn đến khoảng 100.000 tấn. Trong khi đường lượng nổ của vũ khí hạt nhân chiến lược có thể lên tới 1 triệu tấn trở lên. Nhưng điều đó không có nghĩa là sức mạnh của vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể bị xem nhẹ, chúng có thể có sức nổ lớn hơn hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến 2. Đánh giá của nhà sử học hạt nhân Mỹ Alex Wellerstein cho rằng, ngay cả loại vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ nhất do Mỹ sản xuất là súng không giật hạt nhân chiến thuật David Crockett có đường lượng nổ 20 tấn, cũng có thể tấn công khu phố thủ đô Washington D.C. của Mỹ cũng sẽ gây thương vong nghiêm trọng khiến 3.270 người chết và 3.620 người bị thương. Vũ khí hạt nhân chiến thuật gây tranh cãi Trang web Popular Mechanics của Mỹ viết, khái niệm vũ khí hạt nhân chiến thuật lần đầu tiên được Mỹ nêu ra. Trong những năm 1950 và 1960, vũ khí hạt nhân chiến thuật là phương pháp hiệu quả nhất của NATO để duy trì sự cân bằng quân sự ở châu Âu. Vào thời điểm đó, Liên Xô có ưu thế tuyệt đối về vũ khí thông thường để ngăn chặn dòng sắt thép của Liên Xô, những vũ khí hạt nhân chiến thuật này đã được đặt nhiều hy vọng. Ngay cả khi xe tăng Liên Xô có thể chống lại sóng xung kích và bức xạ do vụ nổ hạt nhân tạo ra một cách hiệu quả, thì thiệt hại của vũ khí hạt nhân chiến thuật đối với các phương tiện và binh sĩ không có vỏ bọc vẫn rất lớn. Các nhà lý luận quân sự Mỹ chỉ ra rằng, do hiệu quả sát thương của vũ khí hạt nhân chiến thuật đối với pháo binh, bộ binh và xe cộ, hậu cần rất tốt, vì vậy đối tượng chính của vũ khí hạt nhân chiến thuật của NATO là nhắm vào các mục tiêu mềm như vậy trên tuyến thứ hai của quân đội Liên Xô khiến các cụm xe tăng của Liên Xô ở tiền tuyến mất đi sự hỗ trợ. Chính vì sự cân nhắc này mà Mỹ đã phát triển và trang bị hàng nghìn vũ khí hạt nhân chiến thuật trong Chiến tranh Lạnh. Han Kristensen, chuyên gia hạt nhân của liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết, Mỹ từng triển khai 7.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu, nhưng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã lấy lại ưu thế về sức mạnh quân sự thông thường nên đã lần lượt ngừng hoạt động hầu hết các vũ khí hạt nhân chiến thuật của họ. Ngược lại, sau Chiến tranh Lạnh nga bắt đầu coi trọng hơn đến vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm đối phó với ưu thế binh lực thông thường của phương tây tuy nhiên sự phát triển của các loại vũ khí dẫn đường hiện đại có độ chính xác cao đã khiến việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật vào thực chiến trở nên khả thi hơn trước đây khi muốn tiêu diệt các mục tiêu được gia cố đặc biệt phải sử dụng sức công phá lớn của đầu đạn hạt nhân chiến lược để bù đắp cho việc thiếu độ chính xác khi bắn dễ gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường ở gần tuy nhiên Tên lửa hiện đại có độ chính xác cao và chỉ cần một đương lượng nổ tương đối nhỏ là đủ để tiêu diệt mục tiêu. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân chiến thuật thế hệ mới sạch hơn, gây hại tương đối ít cho dân thường. Do đó, một số học giả quân sự quốc tế cho rằng khi sử dụng hạn chế vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể gây ra những hậu quả chính trị tương đối nhỏ, chẳng hạn như sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật lượng nổ thấp tấn công các mục tiêu quân sự cô lập cách xa dân thường. Tuy nhiên, Thế giới bên ngoài thường cho rằng kết quả của việc triển khai một số lượng lớn vũ khí hạt nhân chiến thuật về cơ bản sẽ hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì không ai dám xác nhận liệu đối thủ có thực hiện một cuộc trả đũa hạt nhân quy mô lớn sau khi bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không. Vì nhiều lý do, vũ khí hạt nhân chiến thuật chưa bao giờ là một phần của hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga. Một phần là do kích thước nhỏ của vũ khí hạt nhân chiến thuật, có thể mang trên các nền tảng thông thường và rất khó theo dõi, giám sát trong thời gian dài. Nga có nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Không giống như vũ khí hạt nhân chiến lược bị hạn chế nghiêm ngặt bởi các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, Nga chưa bao giờ tiết lộ nước này sở hữu bao nhiêu vũ khí hạt nhân chiến thuật và các cơ quan tình báo phương Tây có nhiều ý kiến khác nhau. Báo cáo của chính phủ Mỹ năm 2009 cho biết Nga có khoảng 3.500 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Năm 2011, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Miller ước tính Nga có thể có 2.000, 4.000 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2022 của cục tình báo quốc phòng Mỹ (DIA), đánh giá, Nga có thể có 1.000 2.000 đầu đạn hạt nhân chiến thuật, trong khi đánh giá của liên đoàn các nhà khoa học Mỹ lại cho rằng quân đội Nga hiện tại có không quá 1.900 đầu đạn loại này. Theo đánh giá liên quan của liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được cất giữ trong khoảng 40 kho lưu trữ thường trực được cảnh giới cao trên cả nước. Hải quân Nga sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân chiến thuật nhất với tổng số khoảng 935 đầu đạn, bao gồm trang bị cho tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa chống tàu ngầm, tên lửa phòng không, ngư lôi và bom chìm. Chúng có thể được mang theo bởi các loại tàu nổi, tàu ngầm và máy bay của không quân hải quân. Điều thu hút sự chú ý nhất của phương Tây là tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Iason M mới nhất, có thể mang nhiều loại ngư lôi hạng nặng và tên lửa hành trình, tất cả đều có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ngoài ra, một số lượng lớn tàu nổi và tàu ngầm của Hải quân Nga có khả năng phóng cả tên lửa hành trình tầm xa caliber thông thường và hạt nhân, có nghĩa là tất cả chúng đều có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Không quân Nga là lực lượng sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn thứ hai trong quân đội Nga, với tổng số khoảng 500 đầu đạn, có thể trang bị cho máy bay ném bom Tú 22M3, máy bay chiến đấu Su-24M, Su-34 và MiG-31K. Dự kiến, Máy bay tàng hình thế hệ mới Su-57 cũng sẽ có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngoài các loại tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ trên không và bom hạt nhân rơi tự do, điều mà phương Tây lo ngại nhất là tên lửa siêu thanh Kinzhan do MiG-31K mang theo. Báo cáo này cũng cho rằng quân đội Nga có khoảng 70 đầu đạn hạt nhân chiến thuật có thể được sử dụng cho loạt tên lửa chiến thuật Iskander phóng từ mặt đất. Ngoài ra, lực lượng chiến lược A135 chống tên lửa của Nga vẫn được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật nhằm tiêu diệt các tên lửa đang bay tới bằng vụ nổ hạt nhân ngoài không gian. Đầu những năm 1990, lực lượng phòng không Nga có khoảng 2.500, 3.000 đầu đạn hạt nhân chiến thuật cho nhiệm vụ chống tên lửa, nhưng nay con số này có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 380. Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đang được nâng cấp. Số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ cũng không được công khai. Theo báo cáo đánh giá tình trạng hạt nhân của Mỹ, Vũ khí hạt nhân của họ được lưu trữ tại 24 địa điểm bí mật ở 11 tiểu bang của Mỹ và 5 quốc gia châu Âu. Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ hoàn toàn bao gồm bom hạt nhân trọng lực dòng B61 do máy bay chiến đấu F15E mang, với tổng số khoảng 230 quả. Trong số đó, khoảng 150 quả bom hạt nhân trọng lực B61-3 và B61-4 được triển khai tại 6 căn cứ ở 5 quốc gia châu Âu, số còn lại triển khai ở Mỹ. Hiện Mỹ đang gấp rút chế tạo các bom hạt nhân B61-12 có đương lượng nổ từ 300 tấn đến 50.000 tấn tình nguyện trẻ và nó có thể được mang bằng máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Trong tương lai B61-12 sẽ thay thế các loại bom hạt nhân trọng lực khác của quân đội Mỹ hiện có. Mặc dù số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Mỹ về bề nổi không lớn, nhưng liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho rằng với sự phát triển của thế hệ đầu đạn hạt nhân mới ở Mỹ sự khác biệt giữa đầu đạn hạt nhân chiến lược và hạt nhân chiến thuật của quân đội Mỹ đang thu hẹp hoặc thậm chí biến mất. Ví dụ, tên lửa liên lục địa phóng từ tàu ngầm Trident II D5LE do tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio của Mỹ mang theo đã bắt đầu được trang bị đầu đạn hạt nhân uy lực thấp V-762, đương lượng nổ chỉ 5.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 100.000 tấn của đầu đạn hạt nhân V-761. Truyền thông Mỹ cũng thừa nhận Mục đích quân đội Mỹ phát triển loại đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ thấp này là để có thêm sự chọn lọc trong dân đe và tác chiến thực tế. Đồng thời, 46 máy bay ném bom B52 của Mỹ được trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B, trong tương lai còn được trang bị tên lửa hành trình tầm xa AGM-181 mới, chúng đều có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Theo phân tích của liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, nếu tính cả các đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ thấp mới, quy mô của loại vũ khí hạt nhân này ở Mỹ là rất lớn cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy nhấn like và chia sẻ video để kênh có động lực ra các video tiếp theo